cái gì cô? Cái la bán mà nó như tới 1.000 lít mà nó bị gãy, bây giờ mình mua nguyên cái bộ rồi mình gắn vô á, con có không? Nó, cô làm cái chân bằng cây á, nó ngã, nó sụp cái con đầu nó gãy cái chân đó luôn. Ủa cái dầu đó. Cái đó nó xuất ra mà cô giờ cô bánh bay cho anh. Chỉ là cô mua là cái chân hay cái van hay cái gì? Cái van mà cái dầu giờ chảy nước á. À mua cái van đấy gì? Nó hư nguyên cái đó đó, cũng như là nó chảy nước nó hư rồi. Theo mà em quên đi. Chắc là cho cái chị kia chỉ lụm mà chỉ bán cái chai rồi thôi, để cái đó mình gắn mình. À cái van này thì có chứ. Cái van thì có, nhưng mà nếu cô muốn biết chính xác cái nào, chưa thằng cu nó tối thằng cu nó về nó xem nó để xem nó gắn giùm em nghe chị. Vâng, nó xem thế nào rồi nó gắn cho, mua đúng số nó gắn. Dạ dạ. Vâng, nó gắn giùm cho cô. Gì nữa chừng nào nó về á nó vâng. Chị kêu nó lại giùm em đã, nó là cái nó lại gì đã cho cô nha. À. Là cái gì nó mới biết được giờ không biết là cái gì cho cô. Vâng. Chăm bẻ. Nó vừa cái quan là cái vừa cái chỗ mà gãy cái giòi mà gãy nước nó gãy, giờ mình phải mua cái cây gãy mua cái gì đang cho nó được cái chảy á. Vâng. Để cho tối thằng cu nó về nó xem nó cái số bao nhiêu. Bây giờ mà nó ở trên thì cháu cũng chả biết số bao nhiêu. Thì bởi vì em cũng nhớ ở đây mình có bán vâng. cái dồi mà nước lọc á, có không? Có. Cũng bị chảy nữa. Có. Để nữa sẵn nó kêu đó qua. Ở cái bồ nước lọc có, vâng để nó về nó quay lấy cái gì thì nó lấy. Dạ dạ. Vâng. Đấy. Rồi em về cái chị. Nữa chị nói nó thôi dùng ngang nha. Đây. Dạ vâng. Cái sắt. Đi vào đây cua. Ở đây coi. Ở đây bà. Tôi bán hàng đi lại chật này nó lớn này. Đi. Nó vẽ vào vẽ vào vẽ vào. Đấy. Đấy các bạn ơi. Đấy mình đang quay cảnh nhà mình bán hàng cho các bạn xem đấy. Ở nhà trông cháu này. Cho mẹ cháu vừa bán hàng này, cho mẹ cháu lại đi chợ bây giờ này. Đấy. Đang coi cảnh nhà trông cháu rồi bán hàng rồi mẹ cho bán hàng rồi. À kia cái em bé lên kia chơi kia đây đang quay này vào đây thì em bé vào chơi đây này em bé giỏi chưa đây chào bà nhá chào bà chưa kìa à, kìa bà ui giỏi chưa ôi giời giỏi chưa cái gì nhỉ xếp nhỉ ngồi đây chị em đang làm YouTube vâng đấy đây em đang làm ra đây ngồi chị à ngồi đây đi đây này tối ngày mai là chị xem trên TV là có chị rồi nhỉ vâng đang làm YouTube đâu em bé đâu rồi ai à, em bé lên bờ xuyến chơi với ốc hả à. Ra đi lớp thử đi chưa? Cho đi lên chỗ nhà tuổi ngọc trên này này. À. Chơi một tí thì cho về đây. Đấy. Đang làm kênh YouTube. Đang làm YouTube mà đang ngồi buồn buồn thử quay cái cảnh này xem nó có đẹp không. Ý mà nó đẹp thì mới đăng. Quay thử gần chát. Đấy cái cây cà phê nội em quay này này. Bài cà phê này này. Quay ở đâu mà đưa lên đấy đấy. Quay trong vườn nhà cô Thoan đấy.
đó. Ra đấy à? Vâng, đi hết mọi nơi chứ chị. Lên núi trai đi hết mọi nơi, lúc nào cũng đi. Sao ai dạy như mà làm? Thì học, xem điện thoại này cho nên học. Giỏi người ta chỉ cái chạy. Ừ, học mãi chứ chị. Học mà đã thành được ra đâu vào đâu mấy đâu. Nào, em bé Miu chào đi nào. Hello nào. Em bé chào đi. Con chứ ai. Ừ, con chào đi. Chào bà đi. Con chào chưa, con chào bà Văn chưa? Con chào bà Văn. Ừ, giỏi quá. Thế nãy giờ chưa chào hả? Quên à? Thế giờ chào khán giả nào. Hello, xin chào ai? Hả? Hôm nay quên rồi, hôm nay quẩn rồi. Nào, chào đi nào. Chào cái gì? Các ông, các gì? Con chào các ông, các bà. Chào các ai nữa? Chào các cô. Các cô, các chú. Mình chào ai? Con chào các bà. À, thế em biết này chào chưa? Em cua ạ chưa? Này em biết ạ à nào? Đây, chị bé lên cho. Con này nó thích chơi với con bé này lắm. Đấy, ở nhà đây này, ở nhà trông trẻ rồi hộ mẹ cháu này, thế là có bác cho em bé đến chơi đây này. Đấy các bạn này. Đấy. Các bạn ơi, mưa nắng Tây Nguyên hôm nay sẽ cài 3 trong 1, 4 trong 1 này. Cài vừa trông trẻ này, vừa bán hàng này, vừa có khách đến chơi này. Đây. Đẹp chưa các bạn này, đây, cài đây này, cài 3 trong 1 đây này. Đây. Bà Thoan đấy, bà Thoan đang trèo vào vườn nhà bà ấy, xong bà ấy hơi ổi. Nhà Bình đấy, đất nhà Bình đấy à? Vâng. Em ơi! Mặc áo lông rộng vậy, chả nhận được ra. Úi trời ơi! Ôi, nước đổ mất rồi. Cho nó nghịch đi cho thoải mái nè. Này, 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 đi lên đây. Đây, đấy, mình đang quay cảnh bán hàng cho các bạn xem rồi. Nãy là có một chú mua hàng, mấy chú mua hàng rồi, có chú khách vào mua rồi. Mua van, mua co, mua lơ, mua tên. Alo. Đây. Các bạn ơi, đây nhà mình bán đây này, bán đồ điện này, làm nhà đầy đủ hết, đồ điện nước này, làm đồ nước này, nước ngoài vườn, làm bếp tự động, làm ở nhà hết đây này. Có chú vào chú mua đồ nước ngoài đồng này, mua van, mua tê, mua co, mua lơ đây này. Đây khách hàng đây này, khách hàng đang đứng gọi điện này. Để mua thêm đồ này. Đây. Ở nhà trông cháu hộ cháu ngoại đấy, để cho mẹ cháu bán hàng, mẹ cháu đi chợ hàng ngày, mẹ cháu đi chợ bán hàng. Mưa nắng Tây Nguyên xin chào các bạn nhá, đón chào các bạn đồng bào trên cả nước Bắc Trung Nam đã vào xem kênh của Mưa Nắng Tây Nguyên. Mưa Nắng Nhiên cảm ơn mọi người đang xem kênh của Mưa Nắng Tây Nguyên nhá. Đây là các bác nữa vào mua hàng đây. Chú mua hàng chú đang sắp đồ cho nó mua những cái thứ gì nó phù hợp với từng chú. Lấy ba cái này, lấy ba cái này. Đây các bạn ơi, kênh của mình đã giới thiệu với các bạn từ đầu là cuộc sống muôn màu nên là phong cảnh công việc làm ăn hoa màu buôn bán cưới hỏi có đủ hết đấy các bạn.
rất từ từ từng tập một mình sẽ giới thiệu tất cả mọi các cuộc sống hàng ngày diễn ra như nào cho các bạn xem nhá. Đấy, trong nhà có một mấy em bé đang chơi này, có bà đến mang em bé đi chơi này, em bé đi Sài Gòn về đây này, gái Sài Gòn đây này, gái Sài Gòn xinh gái này, đấy, ngó thấy bà chưa này, này đấy, em bé ngó thấy bà em bé chưa, đây, cũng đi ra đây bà qua nào cũ ra, cũng quen ngay nhở, đâu có lạ đâu mà, đấy. Ngồi chơi đi, mang đồ đâu chơi cho em chơi kìa con kìa. Một đống rồi kìa. Đây các bạn, hôm nay mình quay cận cảnh bán hàng diễn ra hàng ngày như này cho các bạn xem. Mọi bữa là mình ở nhà mình bán nhưng không có người quay nên mình không quay được cho các bạn. Này có con gái này ở nhà nó bán là mình mới quay được cảnh bán như nào cho các bạn xem. Có mình bán là mình không quay được, nhưng hôm nay có người bán là mình quay được. Mọi bữa mình bán là mình tự bán là mình không có người quay. Bán van ra nhé con ạ. Cái anh kia xong chưa? Tiền thì bán cho anh nào ấy ngắn ít hơn thì bán trước đi. Chị bảo bây giờ cái mắt em nó dở quá mà không đi làm được cái gì nữa rồi. Nó giật cho có rúm hết cả mặt đấy. Thế xong em mới ở nhà em mò em bổ thử làm cho nó làm sao. Em thấy họ làm ý. Em thử nhưng mà chưa có người đăng ký mấy. Mới làm mà. Có người ta làm cả năm mấy năm thôi. Đăng ký thì cứ bảo anh em chọn xóm người ta đăng ký cho anh. Nhiều người họ cứ tưởng nó giỡn nó khổ chứ. Chị về bác đăng ký cho em. Tao không biết đăng ký đâu. Bảo đứa nào ấy. Điện thoại chị có mang ở đây không? Không. Ừ. Kìa bán hàng cho anh không sao. Đi đâu á? Cái cậu nó trời đấy không sao đâu mà.
Anh ấy chưa lấy à? Anh ấy để đây à? À chắc con mua nước. Đấy các bạn ơi, mưa nắng Tây Nguyên đã quay một cảnh bán hàng của nhà mình cho các bạn xem nhá. Hàng ngày diễn ra như nào nhá, mọi ngày là nó cũng diễn ra như vậy nhưng mà mình ở nhà vừa trông cháu vừa bán nên không có người quay. Hôm nay là có người, mình mới quay cho các bạn xem đấy. Đây, lồng 3 trong 1 đấy các bạn này. Ba trong một đây, mưa nắng Tây Nguyên, cái cảnh cắt cà ri ở trong này, tivi này các bạn. Bài hôm nay là bài ở nhà trông trẻ bán hàng 3 trong 1 đấy các bạn. Các bạn ơi, mình kênh của mình đến đây video đã cũng đã dài rồi, mình tạm dừng ở đây nhá. Các bạn thấy video này hay, có ý nghĩa thì các bạn đăng ký và cho mình nhá, bình luận bên dưới nhá. Muốn góp ý kiến gì hay muốn yêu cầu gì thì các bạn cứ bình luận bên dưới nhá, chia sẻ cho mình nhá. Xin chào các bạn, bye bye.